Xin chào các bạn, mình là Binh đây. Thì bữa nay mình sẽ tiếp tục chơi cái tựa game Roblox có tên là Alpha Steep One Piece. Đó. Thì trước khi vào video thì mình nói cho mấy bạn nghe một cái này nè. Là có một số bạn là kêu mình là đừng có chơi cái game này nữa hay không? Không. Có một số bạn kêu mình là đừng quay game này nữa, hãy quay game khác đi, chứ game này chán lắm. Thì mặc dù mình cũng rất là xin lỗi mấy bạn, nhưng mà mình vẫn phải quay cái game này, tại vì cái game này có nhiều cái hay lắm mấy bạn à. Cho nên là mình bắt buộc mình phải quay cái này. Và mấy bạn yên tâm, mai mốt là mình sẽ quay sang mấy cái tựa game khác nha. Còn hiện tại thì bây giờ mình vẫn quay cái game đảo hải tặc này nha. Đó. Rồi bây giờ vô video. Thì trong video chủ đề hôm nay thì mình sẽ đây. Đó, bây giờ mình có 1 tỷ, à lộn, này là 100 triệu thôi. Mình có 100 triệu cho nên là mình sẽ quyết định là mình mua trái quỷ tặng mọi người. Mà cái này là miễn phí luôn nha mấy bạn. Không có bán gì hết trơn. Này là mình lấy được trái nào là mình tặng cho mấy bạn đó, một là trái đó liền. Oh my god. Wow. Bruh. Đây để mình kêu gọi những người Việt Nam đem qua cái đảo bán chát quỷ đó, mà mình quay chát quỷ cho mọi người. Rồi. Đó. Thì ở trong đây là mình mới hồi sinh ở nước cho nên là mình rất là vui. Và này server thường cho nên là hơi lắc, với lại mình bay hơi chậm nữa. Chứ mà server VIP cơ mấy bạn à, bay đúng nhanh. Còn này server thường cho nên là nó bay hơi chậm. Rồi. Ở đây mình có 100 triệu cho nên là mình đó. Rồi vô nè. Quay thẳng luôn đi, vô. Bữa nay thanh niên nè, cái anh đầu chọc này nè, anh hái được nhiều chát quỷ quá cho nên là mình qua mua của ảnh. Đó. Bữa nay anh này hái nhiều lắm cho nên là nhiều trái chín lắm, nhiều trái thơm lắm, ngon lắm cho nên là mình muốn mua lẹ, mua gấp. Rồi, lẹ. Trời ơi. Để coi mình còn mấy triệu. Chưa gì nữa còn 79 triệu à. Khổ quá. Rồi, để mình cứ mua vậy hoài, xong rồi tới nữa mình sẽ coi thử lại hết đây cái tất cả mấy cái trái quỷ mình mua được. À đúng rồi, các bạn bấm giùm mình. Ủa. Rồi. Đó, bạn này auto bấm cho mình để mà mình click và để mà mình mua. Ai da, mình chắc chắn với mấy bạn luôn là sẽ có một trái hiếm cho mấy bạn coi. Mình cầm 100 triệu mình mua, mình tặng cho fan, cho những người Việt Nam. Cũng có những người lạ nữa, mình vẫn tặng nha mấy bạn. Ai da, gần hết rồi. Rồi. Được ba chiếc. Để coi. Đâu? Wow. Trời ơi. Trái này. Wow, trái này. Mấy bạn ơi, mình bị lost connect rồi. Ây da, tự nhiên đang quay ngon lành trúng ba trái hiếm luôn, mà tốn 70 triệu của mình nữa, mà bây giờ nó lại lost connect. Cái mạng của mình nó khốn nạn quá. Trời ơi là trời, 70 triệu của tôi, ba trái quỷ hiếm luôn. Vậy mà bây giờ mình rất là buồn, nhưng mà hiện tại mình vẫn còn 30 triệu cho nên là mình quyết định sẽ qua quay tiếp nha. Day 2, day 3, day 4.
Mình chưa kịp coi cái trái kia nữa. Mà mấy bạn yên tâm, mai mốt mình có tiền lại mình quay tiếp à. Chưa kịp coi trái kia nữa, hên quá. Để dành còn 30 triệu. Mua phí quá mà. Rồi. Mình nói thiệt mình tiếc luôn á. Rồi, hết tiền luôn rồi mấy bạn. Rồi để coi coi. Rồi xong luôn. Mình không được trái hiếm nào hết. Mình được ba trái bình, ba trái cỡ gần hiếm thôi à. Là trái này, trái Gomu Gomu Luffy. Hai trái luôn. Và một trái này như là cái này là cái trái gì mình cái trái cái bức tường mà nó trong trong suốt mà nó màu xanh xanh. Mình quên tên cái nó cái gì à. Nhưng mà mình nhớ là vậy. Của thằng Bartolomeo sao nè. Nếu mà mình nhớ không nhầm là vậy. Rồi. Chuẩn bị nè. Dục. Đó. Rồi một bạn lụm được. Tiếc quá hồi nãy anh ra chơi ba trái hiếm luôn mà. Từ từ. Rồi dục ra hết. Lì hả? Láo hả? Chạy luôn rồi. Rồi. Để coi mình thôi kệ luôn đi, để coi mấy trái này, mấy trái còn lại mấy trái gì. Từ từ để dành lại cái kiếm. Tiếc quá. Mất ba trái hiếm. Các bạn ơi, cái thằng đó nó phá à. Để mình tí nữa mình coi lại thử. Còn giờ dục ra hết. Và đây câu mình nói cho mấy bạn nghe nè, là có nhiều người là lầm tưởng là cái trái đây là cái trái rau, của rau đen, cái trái hú đen, nhưng mà thực ra là nó lại là trái của hề Bagi, hề Buggy đó, là cái trái Barabara đó, không trái gì quên à, mình không nhớ nữa. Nhưng mà nói chung là cái này là không phải trái của rau đen nha mấy bạn đó. Còn cái trái mà của rau đen là cái trái mà nó màu tím á mấy bạn à. Chứ còn cái này là nó màu trắng rồi, chứ lại nó gần giống nữa, nên là nhiều bạn nhầm cái này nha. Và mình cái này chỉ mình nói cho những bạn chưa biết thôi nha. Rồi còn bây giờ dục ra hết. Hồi nãy được ba trái hiếm luôn. Rồi hồi nãy được ba trái hiếm mà thằng, để mình coi lại thử. Còn bây giờ là đó, trời ư trái quỷ ngập lên láng luôn. Bữa nay mùa trái quỷ chín quá, cho nên là mình lo chạy lẹ lẹ mình qua mình mua. Và có thể là bữa nào mình sẽ thử mua trái quỷ bằng robot nha mấy bạn. Tại vì nghe nói là người, không, mình cũng tận mắt chứng kiến luôn à, là có một bạn mua trái quỷ bằng robot nè, ở 650 nè, là được một trái rare luôn, một trái hiếm luôn, thẳng luôn mấy bạn à, không có trái bình thường hay trái gì hết trơn, mà tỷ lệ trúng trái hiếm là rất là cao luôn, cho nên là mình muốn thử quay trái quỷ bằng robot quá. Nhưng mà thôi, còn rồi vậy là như đây là mình hết tiền luôn rồi, mình còn có 1 triệu à, chưa đủ nữa. Nó dám làm. Có ngày mình giết nó. Ây da.
Bữa nay mình xui rồi mấy bạn à. Ai, bữa nay xui rồi, gặp cái thằng phá này. Nếu mà được thì mình cho mấy bạn khác rồi. Còn bây giờ thì 2000 years later. À, mình biết rồi. Thì mình sẽ bonus thêm cái cho mấy bạn nha. Là mình sẽ thử mình qua Luffy á, mình farm cái mình thử farm Luffy bằng chính tài năng của mình. Đúng không? Chính sức, chính bằng chính sức của mình. À, bữa trước là mình dựa vào người khác cho nên là mình chỉ là phải cần hai người mới farm được, còn bữa nay là mình sẽ tự farm một mình luôn nha mấy bạn. Ui, hình như là có một bạn dành rồi. Bạn này thì dành giết Luffy rồi. Bây giờ sao đây? Để mình suy nghĩ coi. Mình nghĩ là mình sẽ qua server VIP mình đánh tự đánh Luffy cái nha mấy bạn, chứ mà server này chắc nó cũng lắc lắm. 2000 years later. Rồi, mấy bạn ơi, mình đã vô được server VIP của bạn bạn gì mình quên, à bạn Tăng Thanh Sơn. Đó. Thì bây giờ mình sẽ đây nè. Hồi nãy mấy bạn nhìn thấy mình bay chậm đúng không? Cái đó là mình tua nhanh thôi. Còn mà cái này là mình mới bay thiệt nè mấy bạn, là không tua nhanh nè. Đó. Cái này mình không hề tua nhanh luôn nha mấy bạn. Vô server VIP là nó rất là mượt cho nên là mình bay nó không bị lắc. À, rất là mượt luôn. Rồi, trời ơi, chưa gì nữa mới có vài giây đã tới chỗ Luffy rồi. Nani? Rồi, mình sẽ đây. Thì mình sẽ hướng dẫn sẵn đây, mình sẽ hướng dẫn cho bạn nào, những bạn nào mà những bạn nào mà mạnh nhưng mà muốn tự farm Luffy nha. Không mạnh nhưng mà không tới nỗi mà đánh được Luffy, đánh trực tiếp với nó luôn, đứng ngồi xa xa bắn là mấy bạn à. Thì cái này mấy bạn phải cần có trái quỷ nha. Và sau đó mấy bạn đứng ở đây, mấy bạn lấy nhiệm vụ nha, xong rồi mấy bạn đứng ở đây dành cho những bạn nào mà có trái quỷ mà bắn được á. Đứng ở đây nè, xong rồi mấy bạn nhìn vô hướng này, nhìn về hướng này là cái máy của mấy bạn nó sẽ không bị lắc. Đó, nó không bị lắc. Chứ còn mà mấy bạn nhìn hướng này là nó rất là lắc nha. Nhìn hướng này là cái hướng tận cùng của ngoài map cho nên là nó không có lắc. Và bước thứ hai là mấy bạn sử dụng cái chiêu bắn của mình để mà bắn cái thằng Luffy. Và lưu ý là mấy bạn tệ lắm là cái sức mấy cái số cái chỉ sĩ số trái quỷ, sức mạnh trái quỷ của mấy bạn cũng phải là cỡ 250 nha, mấy hoặc là 200 gì đó mới ấy được bắn được thằng Luffy này cho tới chết nha mấy bạn. Còn bây giờ mình thử mình test nè. Mà mấy bạn cũng nên đứng ở cái tầm đủ xa thôi nha, để mà mình bắn Luffy, chứ mình gần quá là Luffy nó tới nó giết mình á. Luffy ngáo ngáo lắm cho nên là mấy bạn yên tâm. Đứng xa xa vậy là nó không biết liền à. Rồi, mình thử bắn nha. Đó. Đó là ý là vậy đó mấy bạn à. Mấy bạn bắn vậy nè, cho tới khi nào mà Luffy nó chết á thì mấy bạn tiết vô nhiệm vụ là có thể tự mình một mình farm Luffy được đó. Đó. Còn bây giờ á mình cứ bắn gì mình bắn liên tục vậy á. Nếu mà để thì lâu lâu mình cũng hay chặt vài cái. lâu lâu mình cũng hay bị chặt vài cái mấy bạn à. Ê, từ từ để mình cho mấy bạn coi. Đó. Nó mà bắn ở dưới thì là mình bị chặt đó mấy bạn à. Yeah, cũng khá là nhanh. Rồi đó. Đây là, và đó là cái cách mà để mà chúng ta tự farm Luffy. Cái này mình lùi về phần trước xíu nha mấy bạn. Phần trước là mình hướng dẫn mấy bạn cách mà farm Luffy dễ, nhưng mà cái đó là phải cần hai người. Còn bữa nay là mình tự chơi một mình luôn. Mình tự sức mình mà để mà mình farm Luffy mà không cần ai giúp đỡ hết trơn. Đó. Từ từ đến để mình làm thêm một lần nữa. Rồi. Xong.
để mình coi coi nó lên cỡ nào nha mấy bạn. Chuẩn bị nè, mấy bạn để ý trước cái start của mình nha. Chuẩn bị mình pick cái nè. 1, 2, 3. Ô, lên đó. Chưa gì nữa mà deep sức đề kháng của mình đã lên tới tầm một cái tầm cao mới là 241 rồi. Và mình nói thêm cho mấy bạn cái này luôn là hiện tại mình đã có Haki chuyển thành màu cam sang màu đen nha mấy bạn. Nếu mà mấy bạn nào để ý kỹ thì trước đây cái lần đầu tiên mà mình có Haki là mình bấm tờ nè. Đó là nó chỉ có màu trắng thôi, xong rồi nó biến thành màu đen. Còn cái này là coi nè mấy bạn nhìn kỹ lại nha. Đó là từ màu cam xong rồi thành màu đỏ rồi xuống màu đen. Đó. Thì cái này là mấy bạn cần phải có hình như mình nhớ nằm là 200 sức đề kháng trở lên sau là mấy bạn có đó, cái Haki chuyển từ màu cam sang màu đen này nè. Còn cái Haki toàn thân gì đó thì là cái đó là mấy bạn mình nói là phải cần tới 300 cái sức đề kháng. Mình nghĩ là mình sẽ ráng cày tới 300 nha mấy bạn. Còn bây giờ thì rồi mình mới vừa qua server VIP và mình hướng dẫn các bạn cách ở đó. Mình hướng dẫn các bạn mà cách để mà mình tự farm chính mình rồi đó. Một mình không cần ai giúp đỡ gì hết trơn á. Đó và đó là cái cách mà cái đó là mình nói là đó là mình lùi về phần trước một xíu nha mấy bạn. Còn bây giờ mình đã qua lại cái server này cho mấy bạn mình lên TV xíu nè. Đó cho mấy bạn mình lên TV xíu nè. Một số bạn cũng đang ở trong cái băng đảng của mình, băng đảng binh Rocket. Rồi. Đó, cho mấy bạn này lên TV xíu xong rồi mình chào tạm biệt mấy bạn nha. Còn bạn kia nữa. Đúng rồi. Hồi nãy mình để thì lúc mà ở bên đây là mình có một cái mình thấy một cái rương. Phải qua lẹ luôn. Mấy bạn chờ xíu nha, để mình qua một cái chỗ này. Ủa đúng rồi, có rương. Lẹ. Trời 41 belly. Tưởng gì. Rồi. Cũng được tại cái chỗ này là hai chỗ này là mình nói mình mà cho mấy bạn mình bonus cho mấy bạn thêm một xíu nhỏ nữa thôi. Là ở có hai chỗ này nè, ở hai chỗ này là một chỗ này là hai chỗ này là sao ta? Hai chỗ này là hồi sinh rồi mấy. Hai chỗ này là xuất hiện cái rương nha mấy bạn. Ở cái đảo TF á là hai cái chỗ này xuất hiện cái rương. Nhưng mà toàn là rương đồng không mà mấy bạn, không có rương bạc đâu. Rồi, đó là cái bonus nhỏ xinh của mình thôi. Còn bây giờ thì cảm ơn các bạn đã xem video này nha. Thì hãy nhớ nhấn nút like, share và đừng quên nhấn nút đăng ký ủng hộ mình để mình có thêm động lực làm nhiều video mới nha. Còn bây giờ thì bye bye.